đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan nhà hát Opera House cùng với mình nhé. Let's go! Từ nhà hát Opera House bạn có thể nhìn thấy cầu Harbour Bridge. Rất là đẹp. Dọc theo lối đi có những quán cà phê, nhà hàng có view nhìn ra cầu Harbour và nhà hát Con Sò. Nhà hát Opera House bắt đầu xây từ năm 1959 và hoàn thành vào năm 1973, tổng cộng là mất 14 năm để hoàn thiện công trình này. Tổng chi phí là 102 triệu đô. Nhà hát được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư người Đan Mạch John Houghton. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2007, nhà hát Opera House trở thành di sản của UNESCO. Opera House Sydney được người Việt gọi là nhà hát Con Sò là một công trình nhà hát tại thành phố Sydney, nước Úc. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm lo gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, thu hút nhiều du khách đến thăm. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm vô
như là vô trong là phải mua vé, là phải qua cái máy scan cái vỏ của mình giống như đi sân bay vậy đó, để mình quay ở ngoài. Lúc trước mình đi lên bình thường luôn á, mình đi lên sát cái cánh cửa này luôn á, mình đi lên cầu thang luôn, bây giờ không biết sao phải bị chặn lại. Lúc trước là mình đi vòng quanh hết luôn, mình lên tới trên mình chụp hình bình thường hết, không biết ngày hôm nay là có cái gì đặc biệt. Kia là cái hòn đảo xa xa bên kia, cái đó ở đây không biết nó nằm ở đâu, đây là mình coi là trên cái màn hình ở đây mình không có thấy rõ. Phía sau cái con tàu này có cái hòn đảo nè, là hồi xưa là nhà tù, là mỗi những tù nhân ở trên cái đảo đó thì người ta không trốn thoát ra được, tại vì nếu mình lội qua cái biển này thì sẽ bị cá mập ăn, tại vì ở Úc thì cá mập rất là nhiều luôn. Hôm nay là nước cạn, phía bên đây là có đi vào một cái khu vườn Botanic Garden, để hôm nào mình đi qua bên kia mình quay cho mọi người xem. Phải qua kiểm tra vỏ cũng đơn giản thôi, có hai người đây là kiểm tra vỏ đây. Hôm nay là có nội thất tòa nhà bao gồm đá granite hồng khai thác ở Tarana, New South Wales, gỗ và gỗ dán được cấp từ New South Wales. Các nhà hát có hình một loạt các con sò được biểu trưng bằng cách cắt ra thành các bán cầu. Sảnh hòa nhạc và nhà hát nhạc kịch được đặt ở hai nhóm vỏ sò lớn.
Các nhà hát khác nằm ở các nhóm vỏ sò khác. Một vài nhóm vỏ sò nhỏ hơn được dùng để đặt nhà hàng. Sảnh Hòa Nhạc có 2.679 chỗ, là nơi có cây đàn organ dạng cơ khí lớn nhất thế giới với hơn 10.000 ống sáo. Nhà hát Opera House với 1.507 chỗ là nơi biểu diễn chính của opera. Đây là chỗ gửi giỏ để hành lý này. Ở đây là cái toilet. Đây là có buổi trình diễn cho nên là không có được lên luôn. Mình đi vô bên trong rồi nhưng mà cũng không được lên để quay cận cảnh nữa. Không có lối nào để cho lên hết, mọi cửa đều chặn lại hết. Cái đường mà hồi nãy các cô bảo vệ kia chỉ cho mình đi để mình lên kia gần hơn thì tới cái tòa nhà, cái nhà hát nó gần hơn. Họ cũng đi chậm hơn. Nhà hát Opera House tọa lạc trên diện tích 1,8 hecta đất. Nhà hát có kích thước 183m dài và 120m rộng. Kết cấu có 580 cục bê tông đóng sâu 25m dưới mực nước biển. Nguồn điện cung cấp cho nhà hát tương đương công suất cho một thị trấn 25.000 dân. Đây là mình đã tiếp cận và rất gần nhất, gần nhất cái nhà hát của mình. Mặt trước thì không có đi được, lý do là có một cái buổi trình diễn ở đây. Xui xẻo là chủ nhật là mình đi lại có cái buổi trình diễn cho nên người ta cấm không cho mình lên trên kia. Đây là cái cầu Harbour.
đi xe bus hay là đi xe lửa qua cái cầu này thì bạn sẽ nhìn thấy được cái cảnh đó của cái tầng con sò, nhà hát con sò. Đây là rất là gần cái trên nóc của con sò. Đây là cận cảnh mái của nhà hát được lợp bằng 1.056 triệu viên ngói sản xuất tại Thụy Điển. Tuy nhiên nhìn từ xa mái ngói chỉ toàn màu trắng. Mái ngói có đặc điểm tự làm sạch bề mặt, dù có khả năng tự làm sạch vẫn cần phải bảo dưỡng và thay thế định kỳ. Mái được thiết kế để gió biển có thể lùa vào bên trong